Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm Canh Tý, ngày này là ngày Canh Thân, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành Niên Mệnh, Thạch Lưu Mộc, ngày Canh Thân, tức Can Chi Tương Đồng thuộc Kim và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Thạch Lưu Mộc, Kỵ Tuổi, Giáp Dần, Mậu Dần, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi nhâm dần mậu dần giáp tý giáp ngọ tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày hị thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đốn xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi Tý có được một ngày làm việc rất chi là minh mẫn và sáng suốt dù tình huống có khó khăn đến đâu đi nữa thì bạn mạnh tuổi tí cũng có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người trong ngày hôm nay nữa được cấp trên ghi nhận nữa bạn tuổi tí nhé. Với bạn tuổi tí trong ngày này, công việc tiến triển rất chi là thuận lợi còn khiến cho bạn mệnh nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và công nhận của cấp trên. Và bạn tuổi tí, bạn hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, cố gắng, chứ không nên chỉ hứng thú làm việc nhất thời, bởi bạn đang có được một tiền đồ rất chi là rộng mở nữa. Hãy nắm bắt lấy cái thời cơ ngàn vàng này bạn tuổi tí nhé. Thêm vào đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng rất chi là tốt đẹp. Bạn mệnh tuổi Tý có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng rằng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong gia đình. Bạn mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng nữa nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý á đang có được các sao tốt trợ mệnh như là sao Thiên Quý, sao Sinh Khí, sao Thiên Tài, sao Nguyệt Ân, đặc biệt là sao Dịch Mã phù trợ. Vì vậy với bạn tử tí trong ngày hôm nay xuất hành thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc cũng rất thuận lợi. Và với bạn tử tí cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm vận may về cho mình bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim đưa ra những quyết định sáng suốt, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ vợ chồng đồng sức, đồng lòng, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc tôn trọng ý kiến của nửa kia. Về đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họ cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu dễ vướng phải tranh chấp với lãnh đạo và bạn tuổi Sửu không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao nếu không, người phải chịu nhiều thiệt thòi hơn chính là bạn đối bạn tuổi Sửu nhé. Với bạn tuổi xỉu trong ngày thứ sáu này, cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh cũng không nên nghĩ tới việc từ bỏ hoặc là thôi việc, đó chỉ là hành động trốn chạy chứ không thể giải quyết được triệt để vấn đề và bạn tử xỉu, bạn hãy dũng cảm đối mặt với thử thách bạn tử xỉu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi xỉu trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp. Đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Và bạn tuổi xỉu, bạn cần phải cưỡi mở hơn nữa để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Nếu may mắn, bạn sẽ có thể gặp được người phù hợp vào chính ngày hôm nay bạn tự xỉu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, dễ tranh chấp với lệnh đạo, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, không nên nóng nảy, đẩy mâu thuận lên cao, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, không nên dễ dàng lựa chọn bùa cuộc, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, hãy dụng cảm đối mặt với thử thách. Từ ve tuổi quý sửu thuộc thuộc mộc, tạo ấn tượng tốt với người khác giới. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí tuổi xỉu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng là nặng nhọc trong ngày hôm nay mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai nữa. Và với bạn tuổi dần, bạn hãy cố gắng giữ tinh thần lạc quan, bạn sẽ nhận thấy ngày hôm nay trôi qua dễ dàng hơn rất chi là nhiều nhé. Tính khí, tỷ lệ thuận với sự giàu có và với bạn tuổi dần, càng bớt đi sự nóng nảy thì sự nghiệp của bạn càng chấp cánh, bay cao, bay xa hơn nữa. Trong ngày này, đối với bà tuổi dần, đặc biệt bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông, bạn mệnh cần phải tập trung, chú ý, không nên sao nhã nghĩ tới những chuyện khác, tạo nguy hiểm cho bản thân mình và người khác. Với bà tuổi dần, cũng cần phải chú ý tuân thủ luật giao thông nữa. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi dần trong ngày hôm nay là nên mở rộng cái mối quan hệ xã giao của mình, quan tâm nhiều hơn tới bạn bè và đồng nghiệp, không thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, cho dù bạn vốn là người có tài rồi tới đâu đi chăng nữa bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phụ trách những công việc nặng nhọc, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, giữ tinh thần tích cực, lạc quan, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, chú ý khi tham gia giao thông, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nên mở rộng mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, bạn bè. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 5, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tuốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Mão đang có được cơ hội thăng tiến nhanh chóng và khẳng định được bản thân mình, nhất là đối với những ai đang làm công việc ở văn phòng bàn giấy nhé. Trong ngày này, đối với những người thi cử thì cũng sẽ đạt được kết quả tương đương với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, với bà tuổi mão để có thể thăng tín một cách nhanh chóng hơn thì bạn mệnh cần phải có thái độ chủ động trong công việc, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc là nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn là người có tài năng hơn bạn nghĩ rất chi là nhiều đó bạn tuổi mão nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng ngày càng xa cách nhau đó bà tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có cơ hội thăng tín nhanh chóng. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa những người thi cử gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ không nên đánh giá thấp bản thân mình, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, không nên hài lòng với thực tại quá sớm, tử vi tuổi quý mão thuộc thuộc kim, cần trò chuyện với gia đình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ cho bạn cho nên công việc với bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay tín trị tương đối là thuận lợi bạn chắc chắn sẽ đạt được thành tích khả quan chỉ cần bạn luôn chú ý vào nhiệm vụ được cấp trên giao có được phân công cho bạn nhé tuy nhiên với bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn lại đôi khi quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, bởi trao đổi ý kiến cũng là một cách để cho bạn nhận ra thiếu suất của bản thân mình và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa bạn tuổi thìn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn đang có được sự trợ mệnh của các sao tốt như là sao thiên quý, sao phúc sinh, sao thiên tài, sao phúc hậu, sao nguyệt ân và sao dịch mã. Chính vì cái điều này mà với bà tử thìn, trong ngày này rất thích hợp để cho bạn bắt đầu công việc. Vì vậy, nếu như bạn đã lên kế hoạch làm việc gì đó từ trước thì bạn mệnh chớ có chần chừ do dự mà hãy thực hiện ngay trong ngày hôm nay mọi việc diễn ra rất như ý của bạn luôn nhé ngày này đối với bạn tuổi thìn, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc đều rất tốt và bạn đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam để tăng thêm vận may về công việc cũng như là có được tài lộc về cho mình nữa bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ công việc tín trị thuận lợi, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, nghiêm túc với công việc được giao, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, cởi mở hơn với đồng nghiệp, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, thực hiện kế hoạch đã đặt ra từ trước. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nhận ra thiếu suất của bản thân mình. Về đánh giá của bà tử thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn là người rất thông minh, nhanh trí, nhờ có được nhị hợp phù trợ cho bạn, tư tưởng với bạn tuổi Tỵ có được sự cởi mở, phóng khoáng giúp cho bạn nhanh chóng tiếp thu được những ý kiến đóng góp của mọi người, khiến cho mọi việc với bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay càng tín trịn thêm phần rất chi là thuận lợi nữa nhé. Và bạn tuổi tỵ bạn mệnh có thể rất hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn hãy xác định tinh thần, chưa chắc người ta đã biết ơn sự giúp đỡ của bạn. Và bạn hãy giữ tấm lòng vô tư, đừng có sô đo tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ người khác. Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi tỵ nhé trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm mối quan hệ gia đình của bạn mệnh tuổi tỵ không được mấy êm đẹp vợ chồng bạn có thể có những quan điểm bất đồng với nhau và với bà tuổi tỵ cần phải bình tĩnh để thảo luận để đưa ra những cái ý kiến thống nhất chứ không nên bủa mặc mọi chuyện đi đến đâu thì đến bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ đầu óc thông minh và nhanh nhẹn, xử lý công việc tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, không nên so đo, tính toán quá nhiều. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, thống nhất quan điểm với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có hỏa khắc với kim cho nên với bạn tuổi Ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, có lẽ với bà tuổi Ngọ đã quá tập trung vào công việc của mình nên dồn hết trách nhiệm gia đình cho nửa kia chuyện chăm lo cho gia đình là trách nhiệm của cả hai đứa bạn tuổi ngọ nhé ngày này đối với những bạn đang còn trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ và trước khi đưa ra bất kỳ lời phản bác nào với bạn tuổi ngọ hãy lắng nghe ý kiến của cha mẹ trước cái đã cái nhìn của bạn chưa chắc đã là chính xác và toàn diện như những người đi trước đầu đối bạn tuổi ngọ nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi ngọ cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho những kẻ có ý đồ xấu lôi kéo, tránh tham gia vào những phi vụ, tranh quyền đoạt lợi ở nơi công sở. Việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bạn đó bạn tuổi ngọ nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cần quan tâm nhiều hơn đến gia đình tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy lắng nghe ý kiến của người đi trước tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mau thuận với người lớn hơn trong nhà tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ giữ vững lập trường của bản thân tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên tham gia những vụ tranh quyền đoạt lợi ở nơi công sở về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu vàng cam, quý nhân phụ trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi tốt Tử vi tuổi mùi thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi bạn vốn là người rất tài hoa và thông minh tuy nhiên bạn lại thích làm việc theo hứng thú nhất thời chứ không mấy kiên trì trong công việc Điều này có thể khiến cho công việc của bạn tuổi mùi không đạt được kết quả như ý muốn nhé. Với bà tuổi mùi, cho dù bạn có đang gặp phải tình huống khó giải quyết đến thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh cũng đừng có vội bỏ cuộc, hãy kiên trì hơn nữa. Bởi biết đâu, thành công đang rất gần với bạn rồi. Hơn nữa, xung quanh bạn cũng có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn nữa bạn tuổi mùi nhé trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Bạn mệnh và người bạn đời của mình luôn thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần phải ai nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là do từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện ở trong gia đình nữa đó bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim làm việc theo hứng thú nhất thời. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy dễ bùa dở công việc dựa chừng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ vợ chồng có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc luôn tâm sự với nửa kia của mình. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi thân đang có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay. Và ngày này nếu như bà tuổi thân đang làm trong những lĩnh vực đầu tư, kinh doanh buôn bán thì đừng có bỏ qua những cơ hội hợp tác làm ăn quý báu. Bạn sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan với mình luôn nhé. Và với bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, bạn mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của bản thân mình. Tuy nhiên, thần tài không thể chiếu cố tất cả mọi người, cho nên bạn không nên giữ thái độ há miệng chờ sung, muốn giàu bền vững thì hãy dựa vào sức lao động chân chính của chính mình bạn tuổi thân nhé. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi thân chưa thực sự thấu hiểu được nửa kia của mình và bạn đừng có áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác và nghĩ rằng điều đó là đương nhiên. Bạn tuổi thân, bạn hãy dành nhiều thời gian để lắng nghe người ấy. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều quý báu nữa bạn tuổi thân nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có cơ hội phát tài ngay trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tìm được cơ hội hợp tác quý báu tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên phụ thuộc vào sự may mắn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim không nên áp đặt những suy nghĩ của mình với người khác về đánh giá của bản tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tí trị rất chi là thuận lợi nhờ có được sự nâng đỡ của ngũ hành nhị hợp giúp cho bạn và với bạn tuổi dậu bạn mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được lãnh đạo giao phó cùng với đó sự tự tin khiến cho bạn không ngần ngại đối diện với những khó khăn thách thức trong ngày hôm nay bạn Ghét nhất thói quyền ăn bám không thích ỷ lại vào bất cứ ai nữa nhé Và với bà tử giàu, bạn tuổi Dậu bạn mệnh cũng có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay Bạn có thể học được những điều rất giá trị của người ấy và điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công việc của bạn về sau này nữa bạn tuổi Dậu nhé Nếu có gặp trục trặc về vấn đề gì trong ngày hôm nay bạn cũng đừng có ngần ngại lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của mọi người bạn tuổi dậu nhé. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi hơn. Hướng tốt bao gồm hướng thị thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn bạn tuổi dậu nhé vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc tín nhiệm thuận lợi tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, không ngần ngại đối diện với thách thức tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có cơ hội gặp được quý nhân tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc học hội được kinh nghiệm từ người khác tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tuất làm ăn có được lộc trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Tuất bạn không nên trần chừ do dự trước những cơ hội về đầu tư kinh doanh quá lâu, bạn cần phải quyết đoán để nắm bắt bạn chắc chắn sẽ thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ trong nay mai mà thôi bạn tuổi tuất nhé. Với bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn là người ôn hòa và rộng rãi. Tuy nhiên, trong lĩnh vực về chi tiêu, bạn lại cần phải lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng hơn. Nếu cứ chi tiêu hoang phí thì dù có kiếm được nhiều tiền đến thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó cũng sẽ cháy túi mà thôi bạn tuổi tuất nhé cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tuất bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp bạn rất vượng về đào hoa nếu như bạn đang quản độc thân có đối tượng nào tiếp cận với bạn bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có được một cái kết rất chi là viên mãn bạn tuổi tuất nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tìm được cơ hội làm ăn có lợi. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không nên chần chừ do dự. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc có kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim người còn độc thân, vượng vận về đào hoa, tử vi tuổi nham tuất thuộc thủy, hại cởi mơ mở hơn với người khác giới. Về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho bạn tuổi Hợi nhiều thị phi và bạn chớ có vội nóng nảy mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc gác cho rõ vấn đề trước đã bạn tuổi Hợi nhé. Với bà tuổi Hợi tâm tính dễ bị kích động cái điều này khiến cho bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm và trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó nếu còn chưa chắc chắn thì bạn hãy thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh trước có thể bạn sẽ có được một hướng đi đúng đắn cho mình bạn tuổi hợi nhé và trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp nửa kia chính là chỗ dựa rất vững vàng cho bạn tuổi hợi và nếu có điều gì khiến cho bạn khó xử hãy trò chuyện với người ấy bạn biết đấy nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên rất chi là hữu ích nữa bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tiểu nhân mang lại nhiều thị phi, từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định sai lầm, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, thảo luận với mọi người xung quanh, từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại.